đi, bơm đi chú. Bơm thử rồi. Đó, bè. Để khoan, sau khi bơm nó mới bật lên. Em bật thử, em đo điện áp nó tụt cỡ nào. Bật bật lại ra. Không lên quy nổi. Không lên. Thế này cái sợ lực cái từ 3000W nó mới chạy được. Hiện tại còn bơm một cái bột còn nữa không? Để về chờ nó có nước nó chạy lại hả? Nhưng nó có nước nó chạy lại tiếp. Phan lại. Chật té nữa. Hơn 2000W. Ồ vẫn đang chạy bơm. Mới có mấy trăm watt à. Nó chạy vậy. Chạy vậy nhìn nhẹ tải dữ. Rồi tháo cọc bình ra. À, còn ở CB bên đây là CB 220 nhá. Rồi. Rồi đây nó tất không cần sử dụng tới cái này đúng không? Dạ, cái này 3-4W à. Chào các bạn, quay trở lại với kênh Solar Boom Hạnh. Hôm nay mình có mặt tại xã Etermod, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk các bạn. Mình lắp một cái hệ độc lập bao gồm hai tấm pin này là hai tấm pin 445. 445 GA445. Còn đây là một cái tấm pin của chủ nhà, tấm pin 160W. Mình ghép luôn cả ba tấm này nối tiếp là hết nha các bạn. Bạn đừng có nghĩ là tấm to với tấm nhỏ mình không thể ghép được nha. Tại vì mình cái dòng điện của tấm pin này nó tương đồng với nhau nên mình ghép có khả năng ghép được nha. Đây mình cho các bạn xem nhé. Đây, tấm pin GA. Thì dòng điện của nó đang là dòng điện của tấm pin là 10A các bạn. 9.85A. Nên là hai tấm này mình nói tiếp là không vấn đề, hai tấm nó chung công suất. Còn cái tấm bên đây cái mạc nó bị mất rồi, nhưng mà mình thấy ở đây nó ghi là 10A ha. Đó, 10A. Nên hình thử ra là cái dòng điện của tấm pin này với dòng điện của tấm pin kia nó hầu như nó tương đương nhau. Chính vì thế mình có thể mình ghép nó tiếp luôn cả ba tấm pin này được. Ghép nó tiếp thôi nha bạn, không ghép song song được nha. Tại vì tấm pin này hiệu điện áp của nó khoảng 20V thôi. Còn tấm này hiệu điện áp của nó tới 40 mấy, gần 90V nha các bạn. Thì hai tấm này, hai tấm lớn này mình ghép nối tiếp thì điện áp nó cho ra khoảng 98-99V. Thì mình thêm tấm này nữa là gần khoảng 20 điện áp hở mạch của nó khoảng 100 gần 120V ạ. Khoảng 110 mấy V đó nha. Thì mình mới vừa đấu vào sử dụng dây là 2.5 thôi. Nhà của chú Tân trưởng ấp. Đây. Đây là cái bộ điều khiển sạc 30 MBPT xua nha bạn. Thì điện áp đầu vào nó đang nạp luôn á. Điện áp đầu vào của nó là 110 mấy nè, 112-113V. Do nó có kéo dòng nên điện áp tụt xuống xíu thôi, 113V ha. Còn dòng điện nó 2.2-2.3. Lý do 2.2-2.3 lý do tại sao? Do điện áp bình của mình hiện tại bây giờ là đây, điện áp bình đó, điện áp bình hiện tại bây giờ là 28V này, nên mình thấy nó hầu như nó gần đầy bình, bình mới nên nó gần đầy, nên nó giảm dòng nạp xuống bảo vệ bình. Còn đây là cái cục kích 220 sinh chuẩn 2kg luôn quá, 2kPa nha mọi người. Hai cái ắc quy 100 Đồng Nai 150A. Bây giờ anh chủ nhà đang lắp điện nhà. Mới chạy con cái quạt một hả anh? Nó qua cái điện hả? Cái mẫu điện kìa. Mới chạy có một cái quạt thôi. Thì điện soi chiều nó để mình đo cho bạn xem. Dòng soi chiều
có 0.1, 0.2 ampe à. Đó, khoảng gần 50W rồi. Khoảng 20W rồi. Gắn cái bóng bự lên cho nó sáng cái giữa nhà nha. Chưa đấu điện vô mà đúng không? Giờ cắm vô là sáng hỏi gì hả? Rồi, cắm vô nha. Bật điện. Sáng rồi. Điện. Sáng rồi đấy. Cứ để sáng đi, đo thử coi. Hả? Để rút ra. Hả? Rút ra đấy. Ủa cái bóng gì đây mà lùi vậy? Bóng bếp đi. Cái đâu? Còn một cái đâu nữa. Chú Tân là trưởng ấp của thôn này luôn hả chú? Thôn 11 đó. Thôn 11. Thôn 11 của Etamod hả? Dòng điện của dòng điện nạp đó, nó hiện tại bây giờ phía bên pin đưa xuống á, các bạn thay xem á. Giờ này nó gần hết rồi. Rút được. Rút rồi. Cắm đi vô. Cắm vô phải không? Đó, bật hết đi. Cắm cái mấy bóng đi. Hết đi. Mới chừng 100W chứ mấy. Dòng nó lấy từ tấm pin đi xuống là 8A mà. 8A. Đây thì bấm đây coi xem phải không. À, dòng này dòng phía bên đây, mé bên tấm pin, còn cái này dòng xuống ắc quy với lại cục kích 8A, còn nó xuống dưới cái bình đó là còn 4-5 à. Chứng tỏ là mình đang xài mình tấm pin đưa xuống là 8A, nhưng mà nạp xuống bình 4A, mình đang sử dụng khoảng 4A. Đâu có cái nào bự thử hả? Cái gì vậy? Chú nó chạy cái bơm chạy thử đi. Bơm mấy ngựa? Bơm cái à? Ừ. Lắp dây cho mình có nửa ngựa thôi mà. Nửa ngựa hả? Đâu vô chạy bơm nước đi. Lắp dây thôi. Bây giờ kéo dây ra thôi. Kéo dây luôn coi đi. Để mình đấu cái bơm cho chú chạy nước sinh hoạt thử coi như thế nào nha. Giờ đấu cái bơm xong rồi các bạn. Bơm đi chú. Bơm thử rồi. 11A, khoảng 2000 mấy. Dòng khá lớn dữ. Yếu quá. Hơi yếu. Dòng 36A. 36. Để pha em tính coi đủ không đã. 36A. Ba mươi sáu nhân 24. Ủa sao cái bơm nó mới bật lên được có 36 mà chưa mà sao mình nó tuột áp dữ vậy? Tuột áp khá nhiều. Không thấy lên. Không thấy chạy luôn đúng không? Không chạy luôn. Nhưng mà vô nó phải gì chứ? Hả? Đó, anh bật thử em đo điện áp của nó tuột cỡ nào. Bật lại coi.
cắm vào đấy cũng ra. Bật lại ra. Chứ hồi xưa có cái tivi rồi ra rồi giống. Bật cháy mới rồi. Để bật lại nha. Bật lại đi. Hả? Tắt đi. Không lên quy nổi. Không lên 220 nổi. Cái này cái sợ là cái tụ. Sau một hồi nghiên cứu thì cái bơm nó khá là nặng các bạn, nên thành thử mình đổi lại cái bơm, đổi lại cái kích 3000W thì nó mới chạy được. Hiện tại tắt à hả? Mạnh hơn không? À. Ủa tắt à hả? Đâu. Vẫn còn bơm hả? Đang còn bơm chứ hả? Đi xem đi. Con bơm vào cái bồn trên đấy. Thử cái bồn bên này đi. Giếng ít nước quá hả? Bơm này không phải bơm nữa ngựa nên mình thử chạy nó bị hút cái cục nhỏ. Còn nước không? Giếng ít nước hả? Nó chạy nhanh quá nước này. Nó chạy hút một cái hết nước luôn. Hết nước luôn. Rồi vậy sao? Để vậy chờ nó có nước nó chạy lại hả? Cứ nó có nước nó chạy lại à? Tí là có à? Đây, hiểu không? Do hết nước, do giếng hết nước nó vậy hả? Rồi giếng vô nước quá mà. Do nóng lạnh như vậy em điều nước á. Ống này ống 330 hả? 30. Rồi hết nước. Do giếng không. Khoan lại như này. Khoan lại. Mới có 17 mét gì. À. Trước là bơm tay. Chưa bơm tay. Và lúc đầu nó cũng lẽ nếu mà bơm nửa ngựa thì cái cục kia chạy thoải mái mà không được nên hình thử mới chở thêm cái chật té nãy. Té đó. Đem thêm cái bơm nửa ngựa vô kìa. Tôi sợ cái bơm hư. Đem bơm. Nấu bơm từ trước nhiều mà. Nó hết nó nhiều nước nó lại có nước lại để là. Kiểu như cái mạch nó tắc nữa. Thông mạch thì là nó thông mà ấy thôi. Vậy cái bơm to chứ đâu bơm nhỏ đâu mà. To cái này. Ừ, bơm chạy 2000W. Hơn 2000W. Ô quẩn đang chạy bơm hả? Nó hết nước rồi, nó giọng thấp trũng nè. Hết nước cái giọng nó có 1A. Tính ra mới có mấy trăm watt nè. Nó chạy vậy rồi nó hư bơm không? Sao đâu, trước giờ hả? Trước giờ vẫn vậy hả? Ừ. Rồi có nước lại, xíu có nước lại hả? Tí là có nước lại. Kiểu như nếu nó không tắt mạch cái nào nó ra liên tục luôn. Cứ nửa phút. À. Còn lại, chạy gì nhìn nhẹ tải dữ, lúc đề ba lên tới 14, 15 là nó khoảng gần 3000W là cục này mới chịu nổi. Cục này chịu nổi đâu, cục này bé quá. Do bơm mình lớn mà. Rồi, mình chỉ vậy nha, trước khi mà mình về cất nhà là mình phải ốp hai cái CB này hết nha. Rồi tháo cục bình ra. Tháo cục bình, tháo máy này ra hết, nhớ đừng để chập cọc nha. Chập cọc mà nó ý là tháo thay á. Không, giả sử đại chú nói như... xây nhà mà à, xây nhà thì mình muốn dời cái này đi ra ngoài thì mình mới xây nhà ở đây được. Thì lúc đó thì đầu tiên nhất là mình phải ốp hai cái CB. CB bên ngoài này là cái CB từ tấm pin vô ra mạnh như thế. Còn ở CB bên đây là CB 220 nhá. Rồi có nghĩa là rồi, nói, cái này là như thế này là vào rồi đấy đúng không? Dạ, đang có điện. Tắt CB có nghĩa là hai cái gạt xuống là tắt. Sống xét ra cái mình chỉ hợp là mình tắt cái xuống. Tắt luôn cũng được. Tắt thường cái này rồi. Cái này thấp trũng mà để cái cách mặt đất có 1 mét thì xét nào đâu mà đánh. Rồi đây nó tất cả thiết bị đều có tem giống ở hành nó sao nghe ốc hết thêm chút. Đây nè. Có chuyện gì thì cứ gọi cho con. Cái ví dụ cái bơm thì không cần đấy là mình cúp cái này được không hay là kẽ? Cái CB này là tổng nguồn hai điện 220 trong nhà. Còn cái chú bật tắt cái CB bơm ngoài kia.
thì không cần sử dụng tới cái này đúng không? Dạ, cái này trừ khi mình lắp điện gì trong nhà thì mình tắt cái CB này. À. Rồi. Bây giờ là gần 6 giờ mà. Thì nó khai thác năng lượng xuống hiện tại là có khoảng 3W à. 3-4W à. Rất là thấp. Bây giờ nó thấp chứ. Bây giờ nó 6 giờ rồi. Video mình xin chia sẻ đến đây kết thúc nhé. Bạn nào cũng cần lắp đặt gì cứ việc liên hệ số điện thoại mình đặt bên dưới nhé. Mến chào, tạm biệt.